Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một bài hỏi về phần ví dụ. Bình thường khi mà đọc các cái bài đọc thì chúng ta hay thường bỏ qua cái phần ví dụ đấy, đọc chỉ để hiểu thôi. Nhưng mà với cái dạng bài này thì cái phần ví dụ đấy lại là rất quan trọng, và mình sẽ cần phải hiểu được nội dung rồi tìm cái ý tương thích trong cái câu trả lời. Và mình sẽ cùng đến với lại cái bài ngày hôm nay. Câu hỏi của mình trong bài này đó là gì ạ? 機械の平等性が与えられていない例はどれか。Cái ví dụ nào không phù hợp với lại cái tính bình đẳng của cơ hội, thì mình sẽ tìm cái đáp án ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẫn đọc từ đầu cho đến cuối này. 機械の平等については2つの原則があります。Liên quan tới sự bình đẳng về cơ hội thì có hai quy tắc. 一つは全員参加の原則です。Nguyên tắc thứ nhất đó là nguyên tắc tham gia của tất cả mọi người. 例えば、人が教育を受けたい、充足したい、増進したいと希望した時に望む人は全員参加できる。Ví dụ như là khi đúng không ạ? Đến tận cái tokini này mới là cấu trúc ngữ pháp này. Ví dụ như là khi mà có người kibosta là mong muốn, là muốn được uketai đúng không? Muốn nhận được sự giáo dục này, muốn được đi học hoặc là nhận sự giáo dục này, muốn đi làm này, hoặc là muốn được thăng chức này, thì nozomu hito wa zenin sanka dekiru, thì là tất cả những cái người mà nozomu là những cái người mà có mong muốn ấy, thì đều có thể tham gia. Sunawachi hay nói cách khác là Kōhō sa tonaru kikai ga atairareru beki da という kangaekata desu. Nói cách khác chính là cái cách suy nghĩ là cần phải trao cái cơ hội để mọi người trở thành người ứng cử viên. Thì cái hito ở đây mọi người thấy vẫn là cái chủ ngữ chính nhé. Cái dấu phẩy ở đây là người ta dùng cái từ sunawachi để nói theo một cái cách khác cho cái ý ở đằng trước đây. Mà cái ý ở đằng trước đây chủ ngữ của mình nó vẫn là hito, là khi mà mọi người muốn được thăng chức, muốn được giáo dục, rồi muốn được làm một cái công việc gì đấy thì tất cả mọi người được tham gia. Hay nói tóm lại là chúng ta sẽ cần phải trao cái cơ hội cho tất cả mọi người trở thành cái ứng cử viên. Hay dịch một cách đúng ngữ pháp thì sẽ là cái cơ hội trở thành ứng cử viên thì sẽ cần phải được ban cho, được trao cho mọi người. Moitotsu wa hisabesu no gensoku desu. Và cái nguyên tắc thứ hai chính là cái nguyên tắc là không phân biệt. Tatoeba hito ga nanraka no soku ni tsukitai to kangaeta toki. Khi mà một người nào đấy, hito ga, một người nào đấy nghĩ rằng là muốn làm trong một cái công việc gì đó, thì soko ni wa sensui ga arimasu, thì ở đó sẽ có cái sự làm sao? Sensui đây là sự tuyển chọn này, sự chọn lựa này. Kono sensui wo okonau toki ni sabetsu wo shite wa naranai という kangaekata desu. Thì cái câu này kết thúc của mình đó là kangaekata desu. Nó chính là cái cách suy nghĩ là khi mà tiến hành thực hiện cái việc tuyển chọn này thì sẽ là không được phép sabetsu, không được phép gọi là phân biệt. Thì đấy là cái cách suy nghĩ thể hiện cho cái việc là hi sai biết chữ nộ ghen sâu cự. Đan xê cả, yô xê cả, hoa cài cả, tô si yô ri cả, tùy tạ, cô di nộ si si chữ ni yô tê, sai biết chữ xa rê rực cô tô gà áp tê và nà ra này, tô yêu cô tô đê. Tô yêu cô tô đê ở đây là định nghĩa đúng không? Mình sẽ thấy rằng là cái nguyên tắc là hisabetsu no gensoku này nó chính là chủ ngữ đi kèm cho cả ba cái câu trong cái giải thích ví dụ ở bên dưới. Là tối ưu koto là người ta định nghĩa cái nguyên tắc không phân biệt đó là gì ạ? Là không được phép có cái việc là bị phân biệt do cái tư chất của cá nhân, ví dụ như là già trẻ này hoặc là nam nữ. この2つの原則が満たされていれば、その境は多くの人に機会の平等性が与えられていると言えるでしょう。Nếu như mà hai cái nguyên tắc này được thỏa mãn thì cái xã hội đó có thể nói là một cái xã hội mà đang cung cấp được tính bình đẳng trong cơ hội cho rất nhiều người. Thế nhưng mà trên thực tế em sao? Shikashi genjitsu ni wa sono yōna futatsu no gensoku ga tassei saretei nai baai ga sukunaku arimasen. Tuy nhiên thì là trên thực tế, ni wa thì mình sẽ nhìn ra cuối câu là arimasen.
Arimase lại đi với lại Skunaku Nai đấy, là trên thực tế lại không ít, còn có thể nói là nhiều các cái trường hợp mà không đáp ứng được hai cái nguyên tắc như vậy, là hai cái nguyên tắc mà một và hai ở trên này. Bây giờ câu hỏi của mình là cái ví dụ nào đang không cung cấp được cái tính bình đẳng trong cơ hội. Cái phần gạch chân của mình ở trong bài ấy là nếu như trong trường hợp mà thỏa mãn hai cái nguyên tắc này thì sẽ đáp ứng được cái tính bình đẳng trong cơ hội. Vậy khi nào thì không đáp ứng được cái tính bình đẳng trong cơ hội? Khi mà không thỏa mãn được hai điều kiện này. Bây giờ mình xem các cái ví dụ 1, 2, 3, 4 ở đây. Ví dụ nào không đáp ứng được hai cái nguyên tắc trên? Hai cái nguyên tắc là tất cả mọi người đều tham gia và cái nguyên tắc mà không phân biệt đấy, thì nó sẽ không cung cấp được cái tính bình đẳng trong cơ hội. Thì bây giờ mình sẽ xem cái 1, 2, 3, 4 nhé. Kono sukai sareba eigyose suki ga yokereba ka cá chổ nị xô xin sự của tôi gà đi kia đự, là trong cái công ty này nếu như mà thành tích kinh doanh tốt thì sẽ có thể thăng tiến lên làm cá chổ, là làm giám đốc. Thì cái này nó có đáp ứng được hai cái nguyên tắc ở trên này không? Tất cả mọi người đều tham gia thì ok nhé, vì ai có thành tích tốt thì đều có thể tham gia này. Còn cái nguyên tắc mà hi sa biết sự là cái nguyên tắc mà không phân biệt ấy, thì trong cái bài này cái ví dụ người ta nói là không phân biệt gọi là già trẻ gái trai, thì cái này nó cũng không hề nói tới cái việc là phân biệt gì cả, nên câu 1 này vẫn đang đáp ứng được cái tính bình đẳng này. Câu 2 là gì ạ? Oya no so toku ga hikuku temo kono daigaku no niugaku shiken o ukeru koto ga dekiru, là cho dù cái thu nhập của bố mẹ có thấp đi chăng nữa thì vẫn có thể tham dự cái kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học này. Thì cái này vẫn đáp ứng được hai cái nguyên tắc này, bởi vì là tất cả mọi người đều có thể tham gia, rồi không phân biệt giàu nghèo, rồi già trẻ gái trai đấy, đúng không? Nên là cái đoạn này cũng ok này, vẫn đang đáp ứng được cái tính bình đẳng. Câu 3 là gì ạ? Niugaku shiken no seisuki ga 80 den izou nara kono gakkou ni hairu koto ga dekiru, là nếu như mà thành tích của cái kỳ thi này mà trên 80 điểm thì có thể vào cái trường này. Thì cái đoạn mà thành tích trên 80 điểm này thì nó tương ứng với lại cái ví dụ ở bên trên này của mình này, là nó sẽ có cái sensui ga arimasu, những cái người khi mà muốn tham gia vào một cái công ty nào đấy hoặc tham gia vào cái trường học này thì sẽ phải có một cái cuộc thi hoặc là một cái cuộc tuyển chọn, đúng không? Thì những cái người nào mà đạt yêu cầu thì sẽ được tham gia vào cái công ty đấy thôi. Không, miễn là làm sao? Miễn là không phân biệt được, miễn là trong cái cuộc bình chọn đấy thì không phân biệt chủng tộc hoặc là già trẻ gái trai, thì cái này nó chỉ liên quan tới cái việc là thành tích chứ nó không phân biệt là già trẻ gái trai gì cả, nên câu 3 này vẫn đáp ứng được tính bình đẳng. Còn cái câu 4 này của mình thì không đáp ứng được cái tính bình đẳng này. Vì sao? Vì là chỉ, nếu như mà có cái quốc tịch Nhật Bản thì sẽ có thể tham gia được cái kỳ thi tuyển dụng của công ty. Người ta thì ý ở đây chính là phân biệt chủng tộc, là phân biệt là những người có quốc tịch Nhật Bản thì sẽ có thể tham gia ấy, còn những cái người nào mà không có quốc tịch Nhật Bản thì sẽ không được tham gia, đúng không? Thì nó đang vi phạm cái nguyên tắc thứ hai, đó là không phân biệt, nên là đáp án của mình nó là cái đáp án số 4. Thì cái bài này, cái mục đích chính mà mình muốn đưa ra trong cái chuỗi video này đó là chúng ta nhìn được cái cấu trúc của bài ấy, bằng cái cách là một nguyên tắc thứ nhất, là nguyên tắc thứ hai là nếu như mà thỏa mãn hai nguyên tắc này thì đáp ứng, không thỏa mãn thì không đáp ứng. Sau đó là mình đọc kỹ hai cái ví dụ ở cái phần nguyên tắc số 1 và cái nguyên tắc số 2, hiểu ý của nó để mà chọn cái đáp án trong cái ví dụ tương ứng. Thì đó là cái nội dung của cái bài ngày hôm nay, mong rằng là sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha.